Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với gia đình kết áp. Mấy bạn thấy hôm nay mình mặc đồ sao? Trang bị tận răng luôn, nón nè, nón mông cổ nè, găng tay len nè, áo thì mặc ở trong một cái áo phao, còn mặc ở ngoài một cái áo gió nữa, quần thì mặc quần gió luôn. Đó, là mấy bạn biết mức độ lạnh tới cỡ nào. Nhìn nắng đẹp vậy thôi chứ đang là mùa đông, do đó là trời rất lạnh. Hôm nay sáng là 0 độ. Hôm nay mình đi câu. Đó, hôm nay mình câu ở cửa sông và mình câu ngâm bằng mồi trùng biển á mấy bạn. Thì cái mùa này cũng tương đối khó câu mấy bạn. Hiện tại bây giờ ha, cái thời điểm bây giờ là tháng 2 ha. Thì hôm nay nhân cái dịp mà đi câu mà nó mớm quá mấy bạn ơi. Thì mình sẽ làm cái video mình nói về chủ đề là ở Nhật mùa nào câu cá gì. Thì có rất nhiều bạn thắc mắc về cái vấn đề đó mấy bạn ha. Thì mình sẽ sử dụng tất cả những cái kinh nghiệm bản thân mình tích góp được ha, để mình chia sẻ với các bạn là ở Nhật á, cái mùa nào câu được cá gì. Có thể là có nhiều bạn là biết rõ hơn mình ha. Mấy bạn thấy mình nói có nhiều chỗ sai thì mấy bạn góp ý cho mình nha. Tại vì đây chỉ là những cái quan điểm cá nhân của mình ha. Thì nói ở Nhật á, thì nghe nó là một cái phạm trù nó rộng lớn quá. Tại vì mình chỉ sống ở Osaka thôi mấy bạn. Do đó là mình chỉ biết được là ở Osaka mùa nào câu cá gì thôi. Thì tùy theo cái vị trí địa lý mấy bạn, cái khí hậu ha, cái nhiệt độ nước như thế nào mà nó ảnh hưởng đến cái việc mình câu cá. Cùng ở nước Nhật nhưng mà mỗi một vùng nó có cái nhiệt độ khác nhau, cái mùa khác nhau nha mấy bạn. Thì cá nó sẽ có cái đặc tính di cư á, là từ cái vùng biển lạnh đến cái vùng biển ấm. Đó, do đó trời càng ấm mình sẽ càng dễ câu được cá. Và trời càng lạnh á, mình sẽ càng khó câu được cá, giống như cái mùa hiện tại mình đang đi câu nè. Thì rất là khó câu cá mấy bạn ha. Lên được cá cũng cả vấn đề ha, đi 5 lần 10 lần mới lên được con cá, cũng giống y chang Việt Nam thôi, không khác gì hết đó. Do đó câu cá là phải đi kiếm chỗ có cá, rồi phải biết rõ mùa, rồi mùa nào mà câu mồi gì nữa đó, cái đó nó mới quan trọng ha. Cái vùng nó khác nhau á, thì cái thời gian mà mình câu được cá và cái loại cá mùa nào có cá gì nó cũng khác nhau mấy bạn, nó không có giống ha. Thì mình chỉ nói là ở vùng Osaka thôi ha. Rồi những cái vùng khác á, thì mấy bạn cũng để ý á, nó vẫn có những cái loại cá mình sẽ nói vào cái video ngày hôm nay, nhưng mà cái khoảng thời gian câu được á, nó sẽ lệch đi một chút ha. Giống như là ở Osaka thì tháng này câu được cá cam, nhưng mà ở cái Wakayama hoặc là những cái tỉnh khác hoặc là Tokyo đó thì tầm khoảng 2 3 tháng sau mới câu được cá cam. Nó chỉ chênh lệch vậy thôi. Mấy bạn chỉ cần biết cái mùa của một loại cá là mấy bạn có thể suy ra được cái mùa kế tiếp, cái tháng kế tiếp nó sẽ có những cái loại cá nào ha. Thì mình sẽ dựa vào những cái loại cá và đặc trưng vào những cái mùa ở Osaka, mình sẽ giải thích cho mấy mấy bạn ha. Rồi mấy bạn dựa vào đó rồi mấy bạn tính toán rộng ra thêm ha, chứ mình không có đi xa nhiều nên mình cũng không có biết nhiều nữa mấy bạn ha. Đó, thì đầu tiên mấy bạn phải biết được là ở Nhật á, nó có 4 mùa rõ rệt là xuân hạ thu đông ha. Mấy bạn phải biết mùa nào vào tháng nào á là mùa gì là mấy bạn mới câu được cá ha. Đầu tiên là mình nói nè, mùa đông á là tháng 12, tháng 1, tháng 2 là mùa đông. Hiện tại cái mùa bây giờ mình đang câu là mùa đông, là cái mùa mà khó lên cá nhất ở Nhật ha. Mùa đông, xong tới mùa xuân là tháng 3, tháng 4, tháng 5 là mùa xuân, là mùa có hoa anh đào rồi mấy bạn, cây cối rồi đâm chồi nảy lọc sau một cái mùa đông lạnh giá thì là mùa xuân ha. Thì tháng 6, tháng 7, tháng 8 là cái mùa hè, thì cũng là cái mùa nóng nhất và cũng là cái mùa mà câu được nhiều cá nhất mấy bạn ha. Trời càng ấm câu được càng nhiều cá càng sướng. Và cái mùa thu á là 9, 10, 11 ha. Đó, mùa thu là 9, 10, 11 là cái tháng mà câu lưu rê sung nhất luôn. Đó, câu lưu rê là từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 là 3 cái tháng đó là câu là giật tét nách ha. Mỗi mùa nó có những cái cách câu đặc trưng như mấy bạn, và những loại cá đặc trưng đó. Thì nó có xuân hạ thu đông, nhưng mà hiện tại là mùa đông, do đó là mình bắt đầu tính thời gian từ mùa đông ha. Rồi mình nói mùa đông có những loại cá gì và cách câu như thế nào. Đó, mùa đông giống như mình nói hồi nãy là cái mùa mà rất là khó câu cá, giống như cá chép đó là nó không ăn mồi luôn mấy bạn, chính xác là nó không ăn mồi luôn, có ở dưới nước nhưng mà nó không ăn mồi ha. Con sông này nè là có cá chép nhưng mà chắc chắn là câu không dính, chỉ có câu ba tiêu thôi. Đó, do đó là nếu mà câu ngâm bình thường á hoặc là câu đài đó thì mấy bạn xác định á là cá chép là mùa đông là không thể câu được ha. Rồi cá đối cũng không có, cá cam, cá thu rồi cũng không có, nó đi mất hết rồi. Cá sa pa, cá nục gì cũng không có hết. Chỉ có câu được 2 loại cá. Loại thứ nhất á, là cá tráp ha. Loại cá thứ nhất là cá tráp. Và loại cá thứ hai á, là cá mú đá.
Có những vùng thì còn câu được cá cô bươu đài, hay còn gọi là cá cá mó sáp ha. Ở Việt Nam gọi là cá mó sáp. Tráp câu vào mùa đông thì có hai cách câu nha mấy bạn. Cái thứ nhất á là câu iso. Câu iso bằng mồi mọc xả câu cá tráp với lại là tôm đông lạnh ha. Hoặc là mấy bạn câu iso bằng mồi tôm sống, nó cũng dính cá tráp nữa ha. Và cái cách câu thứ hai á là mấy bạn câu ngâm giống như mình câu bây giờ nè ha. Mấy bạn câu ngâm bằng mồi á là cua nè, tôm sống nè, hoặc là mấy bạn câu bằng trùng biển hay còn gọi là con rươi á. Đó, thì câu ngâm bằng ba cái loại mồi đó thì sẽ dính cá tráp ha. Cá mú á thì mình câu bằng tôm sống, hoặc là mình câu bằng cá sa pa mà cắt cục á bằng đầu ngón tay út á thì cũng dính được cá mú ha. Thì cá tráp á mùa này thì mấy bạn câu ở những cái bãi đá trắng sóng, hoặc là những cái cửa sông giống như cái chỗ mình đang đứng vậy ha, nước lợ á, những cái cửa sông như vậy ha. Tại vì mùa đông á nước nó sẽ lạnh mấy bạn, thì cái đặc điểm của nước biển nó có muối ở trong đó, cho nó sẽ lạnh hơn cái nước lợ hoặc là cái nước ngọt rất là nhiều, nên là cá hầu như là nó đi vào những cái cửa sông, cái chỗ cái nhiệt độ nước nó cao cao hơn tí, nó sẽ ấm hơn tí thì cá tráp nó sẽ di cư đến những cái vùng như vậy ha. Do đó là một là nó có những cái chỗ nào mà ẩn nấp trú mình á, có hốc rồi là những cái kè đá ha, những cái bãi đá trắng sóng, hoặc là những cái cửa sông như vậy ha, là câu được cá tráp đó. Thì cái cách câu mình nói rồi ha. Còn cá mú á thì những cái khe, những cái kẹt đó cũng như là những cái kè đá luôn ha, thì mình kiếm những cái khe như vậy ha, mình móc tôm sống hoặc là mình móc thịt cá sa pa vô ha, thì mình nhấp xuống những cái khe là sẽ dính được cá mú đó. Thì mùa đông chỉ có câu được hai loại cá đó thôi ha. Ở bên Osaka, ở chỗ mình ở thì chỉ có cá câu được vậy thôi. Cũng cũng có những cái chỗ khác người ta lên được cá cam rồi, nhưng mà phải đi thuyền ra chỗ xa lắm mấy bạn ơi, không có câu được. Kết thúc mùa đông rồi đến mùa xuân là bắt đầu từ tháng 3, tháng 4 và kéo dài đến tháng 5. Thì thời tiết nó không quá lạnh mấy bạn, nó chỉ mát mát thôi. Thì cái thời điểm đó là bắt đầu là cá đối nó ăn cũng sung nè, cá tráp nó ăn cũng sung, và xuất hiện một loại cá đặc trưng của cái mùa đó, đó chính là cá vượt ha. Cá tráp thì có trứng, cá vượt thì bắt đầu là có con nhỏ nhỏ ha. Rồi tầm tháng 5 là cá vượt nó bự lên tầm khoảng 6, 70, 80 cm ha, kéo rất là sướng tay. Thì cái đặc trưng của cái mùa xuân á là cá vượt ha, đặc sản là cá vượt đó. Thì vẫn là câu ngâm ở sông mấy bạn. Mấy bạn nên nhớ một điều ha, nếu mà trời mà nó lạnh á đừng có nên đi ra biển ha. Trời lạnh là mình đi về sông, cửa sông, những cái chỗ mà nước lợ á, như vậy ha, như chỗ mình đứng là câu nó sẽ bội thu hơn mấy bạn. Thì cái cách câu á cũng là câu ngâm và câu iso đó, mồi xả câu cá tráp cộng với lại tôm đông lạnh, hoặc là tôm sống cũng được ha, hoặc là câu bằng cua, hoặc là câu ngâm giống như vậy, câu bằng trùng biển ha. Thì câu ngâm bằng trùng biển giống như chỗ mình vậy nè, câu bằng trùng biển là hiệu quả nhất ha. Tùy theo cái khu vực đó nó có con mồi gì nha mấy bạn, tại vì con sông của mình á là trùng biển nó rất là nhiều, con rươi á, do đó là hầu như những cái loại cá mà ở sông này á, nó đều ăn trùng biển hết mấy bạn đó. Nên câu trùng biển dính nè, dính cá vừa nè, dính cá tráp nè, còn dính luôn cá đối nữa. Đặc biệt là tầm khoảng tháng 4, tháng 5 ha, trời ấm lên ha, cái sông này câu cá đối mà câu 4 cần á là mấy bạn gỡ mà mấy bạn móc mồi không cũng mệt. Buổi sáng dính phải mười mấy 20 con ha, câu tầm khoảng 4 cần là thôi luôn, gỡ hơi mệt, có khi đang quấn cần này mà dính được 2, 3 cần liên tiếp luôn. Thời tiết hơi mát và chỉ câu được là cá đối, cá tráp, và đặc sản của mùa xuân là cá vượt đó. Rồi đến mùa hè. Mùa hè thì bắt đầu là câu lưu rê đỡ đỡ được rồi mấy bạn, cá vẫn còn nhỏ ha, cá cam đầu nó vào ha, nhưng mà nó vẫn còn nhỏ, nó tầm khoảng 20, 30, 40 cm à. Cái vùng ở trong vịnh Osaka thì cá tầm đó thôi ha. Và cái vùng mà câu được cá cam sớm nhất á là ở Kobe, biển Kobe ha. Cái vịnh Osaka nó hình tròn thì Kobe nằm đây, tới Osaka rồi tới Wakayama bên đây đó, thì cá nó sẽ đi một vòng tròn vậy lên ha. Nó đi vào Kobe sớm nhất thì Kobe sẽ câu được cá sớm nhất ha, tầm khoảng tháng 4 ha, tháng 5 ha, là bắt đầu đầu mùa hè là tháng 6 là bắt đầu là ở Kobe là bắt đầu rộ lên câu lure ha, sẽ dính câu bằng mồi giả, sẽ dính được cá cam rồi ha, cá thu ha đó. Còn ở cái vùng của chỗ mình á thì cái mùa hè là có khoảng thời gian hoàng kim của cá tráp. Cá tráp là cực kỳ mạnh luôn, cái đặc sản của mùa hè ở chỗ mình là cá tráp. Cái mùa hè là không còn câu ở sông nữa mấy bạn, nước biển nó ấm lên rồi ha, nó nóng lên luôn. Thì cá tráp nó cực thích cái thời tiết đó mấy bạn. Và vẹm á, cái chỗ mình là vẹm á,
nó sinh sôi, nó phát triển rất là dữ dội. Do đó là cái thức ăn chính của con cá tráp ở trong vịnh vào cái mùa đó là vẹm ha. Câu nói chung là ở trong vịnh Osaka là lấy vẹm câu là chắc chắc dính, không có chạy đường nào hết mấy bạn. Nên cái khoảng thời gian mà từ tháng 6 tới tháng 8 mình rất là thích ha. Đi câu chỉ không có tốn tiền mồi gì hết, sắm cái đồ cào ra cào xuống, bắt vẹm lên rồi câu cá tráp. Giật tét nách luôn. Có ngày câu được hai mấy ba chục con là bình thường mấy bạn, con nào mà là phải 1,5 kg trở lên. Những đặc điểm của những con cá tráp á, mà nó ăn được vẹm á, là những con cá to thôi mấy bạn, nó mới ăn mồi cứng á, là 1,5 kg trở lên. Câu ăn không hết rồi bắt đầu cho xong không hết là thả, chứ còn biết làm sao nữa. Nói chung là đi câu cũng ghiền thôi, ghiền là mình đi thôi chứ chắc chắn là ăn không hết rồi, chỉ là đem về không hết. Đồng thời cái mùa hè này thì cũng có cá Aji với lại cá Sapa nó vào nữa mấy bạn. Thì câu bằng mồi ruốc đó mấy bạn. Cá Aji với lại cá Sapa thì ở Việt Nam mình gọi là cá nục với lại cá Sapa, hoặc là cũng có nơi gọi là cá bạc má nha mấy bạn. Rồi, rồi đến mùa thu là tháng 9, tháng 10, tháng 11. Trời nó hết nóng rồi mấy bạn. Mùa hè nó không nó nóng nhưng mà đến mùa thu á thì trời nó lại dịu mát lại giống như trang mùa xuân vậy mà. Thì lúc này á là cái thời hoàng kim của câu lu rê ha. Lúc đó là không có ai mà còn đi câu ngâm gì nữa đâu mấy bạn ha. Là bắt đầu là đi cái thời hoàng kim của câu lu rê là cứ mồi giả vác đi và chiến. Lúc đó là cá cam nè, cá thu nè ha. Giật tét nách. Phải nói là giật tét nách luôn. Giống như mình là câu lu rê á, mùa này mấy bạn đi mấy tháng chưa dính được cá, nhưng mà tới mùa đó một ngày á dính được 5 con 6 con là bình thường đó. Xui xui cũng dính được con 2 con á, gọi là xui á, bị bong bị tróc rồi cũng dính được con 2 con ha. Đó thì cái đặc sản của mùa thu á là cá cam cá thu ha. Rồi khi mà cá cam cá thu á nó kết thúc á mấy bạn, vào tầm khoảng tháng 11 á, gần gần cuối tháng 11 á, chuẩn bị chuyển qua mùa đông á, là cá cam cá thu nó không còn ăn nữa ha. Và cái vùng mà câu được cá cam cá thu câu lu rê á trẻ nhất á cũng vẫn là Kobe mấy bạn ha, cũng nằm trong vịnh Osaka ha. Cũng vẫn là Kobe thì có thể câu được cá cá thu. Cá cam thì tầm khoảng tháng 12 tháng 1 là hết câu rồi, còn cá thu có thể câu được đến tháng 2 ha, là bắt đầu mớm nè, là bắt đầu là lúc đó là không còn câu lu rê được nữa ha. Mà mình đang nói là ở mùa thu nha mấy bạn. Thì mùa thu á là bắt đầu từ tháng 10 ha trở đi ha, thời tiết lạnh lạnh tí thì cũng câu được cá hố mấy bạn ha. Và cá hố thì có thể mấy bạn câu bằng mồi giả, hoặc là có thể mấy bạn câu bằng Con cá Kibinago. Thì cá Kibinago chính là cá này mấy bạn, nó giống như cá trích vậy. thì nó có đi ra tiệm đồ câu là cái mùa đó là người ta chỉ bán đồ câu cá hố đồ sung lắm ha. Tầm khoảng tháng tháng 9 tháng 10 đó là người ta bán đồ câu cá hố, mồi câu cá hố đồ đó. Thì mùa thu câu được cá hố nữa ha. Và kết thúc cá hố không còn ăn nữa là cũng không còn loại cá gì ăn hết, là quay trở lại mùa đông. Quay trở lại mùa đông là bắt đầu là lại đi vào con sông mình đang đứng, và đó là khép lại cái vòng tuần hoàn ha. Cứ mấy bạn nhớ một điều á là trời lạnh là chỉ câu ở cửa sông ha, những cái chỗ mà nước lợ hoặc là nước ngọt, nước nó ấm hơn tí thì cá nó sẽ bu vào đó để nó tránh rét đó, thì sẽ câu dính ha. Rồi trời mà nóng á là câu cá tráp bằng mồi vẹm, trời mát lại á mùa thu á là câu bằng lu rê đó, mồi giả, câu cá cam cá thu đó, hoặc là cá vược cũng được ha. Đi vào những con sông này lu rê nó cũng dính cá vược, nhưng mà cá cam cá thu là đặc sản của mùa thu đó. Cứ nhớ thu là thu, cá cam cá thu, rồi cá cam cá thu gần hết là bắt đầu là câu được cá hố nữa đó. Thì ở chỗ mình nó chỉ có vậy thôi hay mấy bạn, có nhiều chỗ khác còn câu được cả cá ngừ nữa, nhưng mà mình nghĩ á ở Osaka muốn câu cá ngừ cũng khó như đi lên trời, chỉ có đi thuyền đi ra ngoài mới câu được thôi ha. Đó đó là những cái kinh nghiệm riêng bản thân mình á, mình tích góp được trong cái khoảng thời gian mình câu cá. Chứ hồi cái lúc đầu á mình đi câu á mình cũng không có biết câu mùa nào câu cá gì luôn. Nói chung là mình cứ quanh năm suốt tháng mình ra ngoài biển mình ngồi, mùa nóng thì phơi nắng ha, coi người ta câu như thế nào thì mình cứ đi theo, mình bắt chước mình hỏi ta chỉ, không chỉ thì mình cứ đi theo mình học lỏm ha. Đó từ từ là mình biết là mùa nào, chỉ cần trải nghiệm cái việc câu cá ở Nhật tầm khoảng 1 năm ha, 1,5 năm là mấy bạn biết được à, nó có một cái vòng tuần hoàn như vậy ha, nó cứ lặp đi lặp lại vậy đó, cứ hết mùa này hết cá này lại tới cá khác ha. Nhưng mà cá tráp là hầu như là câu được quanh năm hết mấy bạn đó. Thì mình mong là những cái kiến thức mà mình biết được ha, nó sẽ giúp ích được cho các bạn trong cái việc mà đỡ mất thời gian đi tìm kiếm rồi để chuẩn bị mồi để câu loại cá gì ha vào mùa nào á.
Thì ở Việt Nam á thì mình cũng có bạn đi câu cá thì người ta cũng chia sẻ cho mình á. Mình chỉ biết là ở Việt Nam mùa câu cá tráp á là bắt đầu từ Tết âm lịch của mình đó mấy bạn. Cái khoảng thời điểm mà ở bên Việt Nam mà lạnh á thì cũng là bắt đầu mùa cá tráp ha. Thì giống như Bình Định, Phú Yên rồi là câu được những cái tháng đó câu rất là sung ha. Mình chỉ biết vậy thôi. Còn những loại cá khác thì mình thua ha. Đó, giống như cá chép đồ thì ở bên Việt Nam mình mùa lạnh đồ cũng khó lên cá lắm. Đó, thì video hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái mùa nào câu cá gì đó ha. Mình chỉ biết như vậy thôi, mình chia sẻ. Nói chung là video cũng dài đó ha. Hôm nay mình xin kết thúc ở đây nha. Nếu các bạn có những cái gì thắc mắc hoặc là những cái gì góp ý thì mấy bạn comment ở phần bình luận ha. Rồi có thời gian mình sẽ làm những cái video để chia sẻ cái kinh nghiệm câu với các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay nha.